Truyền thông phòng khám cha tự thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tự thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dụng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha tự thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, là một điểm sáng ý nghĩa tại tỉnh Trà Vinh, nơi mang đến niềm vui và hy vọng cho những bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh. Mỗi sáng thứ hai hàng tuần, phòng khám lại rộn ràng tiếng nói cười khi chương trình cắt tóc miễn phí được tổ chức. Chương trình này là sự kết hợp giữa phòng khám cha tự thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí và nhóm thiện nguyện Ước Mơ Xanh tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, nhằm mang đến sự hỗ trợ tinh thần cho những người đang trải qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Việc cắt tóc miễn phí tuy đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa to lớn, giúp bệnh nhân cải thiện tự tin và thoải mái hơn, từ đó có thêm động lực để chiến đấu với căn bệnh quái ác. Hình ảnh những người thợ cắt tóc miệt mài, tỉa tót từng mái tóc, những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt bệnh nhân và người nuôi bệnh đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại phòng khám cha tự thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Nơi đây không chỉ là nơi cắt tóc, mà còn là nơi lan tỏa tình yêu thương và sự sẻ chia giữa con người với nhau. Chương trình cắt tóc miễn phí tại phòng khám cha tự thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là một minh chứng đẹp đẽ cho tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Đây là nguồn động viên to lớn giúp những bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh vững tin thêm trong cuộc sống và chiến thắng với căn bệnh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha tự thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã hân hạnh nhận được món quà ý nghĩa từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước: 200 chiếc bánh bao chay dành tặng riêng cho những người nuôi bệnh nhân ung thư đang hỗ trợ điều trị tại phòng khám. Món quà tuy nhỏ bé nhưng đã mang lại giá trị tinh thần to lớn, là nguồn động viên giúp bệnh nhân ung thư thêm lạc quan, vững tin vào trong hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư đầy gian nan. Sự chia sẻ lan tỏa yêu thương, thay mặt cho tập thể phòng khám và bệnh nhân, phòng khám cha tự thương cho không thì các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã luôn quan tâm đồng hành cùng phòng khám trong công tác hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư. Mỗi chiếc bánh bao chay không chỉ là món quà về mặt vật chất mà còn là lời động viên vô giá đối với bệnh nhân. Niềm vui và sự ấm áp từ món quà này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho họ trên hành trình chiến đấu với căn bệnh quái ác. Hành trình lan tỏa yêu thương, phòng khám cha tự thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí được thành lập với sứ mệnh mang đến sự hỗ trợ y tế và tinh thần cho bệnh nhân ung thư, đặc biệt là những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Với sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước và tập thể y sĩ nhân viên của phòng khám đã được nhiều hoạt động ý nghĩa như khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ chi phí điều trị, tặng quà động viên, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí. Mỗi hoạt động đều góp phần mang đến niềm vui, hy vọng và tiếp thêm sức mạnh cho các bệnh nhân ung thư trên hành trình chiến đấu với căn bệnh quái ác. Lời kêu gọi chung tay, phòng khám cha tự thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí luôn mong muốn nhận được sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để có thể tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Mọi sự đóng góp dù lớn hay nhỏ đều góp phần mang đến niềm vui và hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh. Xin trân trọng. Toàn thể quý bệnh nhân và người nuôi buổi sáng đầu tuần thứ hai hôm nay nha. Thì đầu tuần thì thầy muốn sinh hoạt với tất cả quý bệnh nhân và người nuôi một chút để phổ biến về chương trình chữa bệnh trong tuần cũng như là những cái tin tức mới của phòng khám và cái chương trình chữa bệnh, để cũng như là có những vài cái nhắc nhở cho quý bệnh nhân để mình thực hiện tốt cái quá trình hỗ trợ điều trị ở đây, cộng tác tốt với các thầy. Thì cái việc đầu tiên đó là cứ mỗi tuần, đầu tuần thứ hai là phòng cắt tóc sẽ mở cửa đón tiếp quý bệnh nhân và người nuôi vào trong đó để cắt tóc. Cái thời gian là cắt tóc là cả ngày đó, cho nên là mình sẽ sắp xếp cái thời gian quý bệnh nhân nào hoặc là người nuôi nào có nhu cầu cần cắt tóc thì mình sẽ vào phòng đó để đăng ký. Thì tất cả mọi người đều được phép đăng ký vô phòng đó. Mình sắp xếp cái thời gian nào trong ngày đó mình có thể cắt cũng được, hoặc là mình khám bệnh xong ở đây là mình tới mình cắt. Thì tốt nhất á, là mình khi mình khám xong á, các phòng á, rồi mình lấy nước, lấy gạo gì đó, rồi mình ra đó mình cắt rồi mình về luôn, cho nó sạch sẽ.
chứ đừng có cắt tóc trước rồi vô phòng khám như vậy thì nó rất là ngứa ngáy, nó khó chịu. Trong tuần này thì dự kiến là nhà sản xuất trà Thảo Mộc cơ bản là sẽ hoàn thành trong tuần này, thì khoảng thứ tư thứ năm gì đó, có thể sớm hơn nếu như mà đội ngũ vận chuyển có thể vận chuyển cái lò này qua bên đó kịp, thì trong tuần này sẽ tiến hành vận chuyển. Cái lò này là lò sấy trà Thảo Mộc, thì cái lò này đã được một quý mạnh thường quân đã ủng hộ cho phòng khám kể từ khi phòng khám vừa mới xây dựng, thì mình đã có được cái lò này. Nhưng hôm nay nhà sấy thuốc thì các thầy mới vận động rất là nhiều nguồn khác nhau của nhiều nhà tài trợ để xây cái phòng nhà sấy thuốc, mà sau khi xây xong thì các thầy sẽ lên danh sách và tổng hợp lại những ai đã giúp đỡ cho phòng khám để xây dựng, thì thầy sẽ cảm ơn và đánh thư cảm ơn cũng như là cảm ơn trên cộng đồng mạng. Thì cái lò sấy này trong tuần này sẽ di chuyển qua nó. Nếu như mà nếu có cần nhân sự đó, thì thầy sẽ nhờ quý người nuôi giúp đỡ, thì thầy sẽ thông báo thời gian cụ thể. Còn nếu như các đội ngũ mà các anh em bên đội thợ đó họ vận chuyển được thì thôi. Thì khi vận chuyển xong cái lò sấy thuốc này đó, thì cái phòng của anh Keo, phòng đắp thuốc đó, sẽ dời qua bên đây để cho cái phòng không gian nó rộng hơn, giúp cho quý bệnh nhân mình vào mình được đắp bó thuốc nó cũng được thuận tiện và thoải mái hơn. Thì hai cái phòng còn lại thì thầy sẽ sửa lại để làm cái phòng chức năng khác. Đó là cái chương trình bên đây. Còn cái nhà sấy thuốc thì sắp tới các thầy cũng làm việc với một số mạnh thường quân và một số những người bên cái lĩnh vực sấy thuốc đó, là sẽ nâng cấp cái hệ thống trong đó, những cái thiết bị, mua những thiết bị đó, ví dụ như máy cắt nè, máy nghiền hoặc là máy đóng trà túi lọc. Thì đó là cái nguyện vọng của cha. Ngày trước cha cũng muốn thực hiện những cái chương trình này nhưng mà cha chưa kịp làm, do đó các thầy vẫn tiếp tục thực hiện cái công trình đó để làm sao cho cái quy trình ở trong đây nó trở nên khép kín và mình tự sản xuất lấy những cái loại trà Thảo Mộc để phục vụ cho quý bệnh nhân. Bởi vì quý bệnh nhân ngày càng vô đây ngày càng đông, nhưng mà cái chi phí của mình nó cũng rất nhiều, ví dụ như gạo rồi thuốc. Hiện tại thuốc thì các thầy phải mua từ bên ngoài và qua thêm một cái khâu nữa là qua khâu gia công thành cái trà túi lọc, cho nên là rất nhiều cái chi phí. Bên cạnh bông gòn nè, kim châm nè, tiền điện nè, thì những cái đó là những cái chi phí mà phòng khám phải vận động và phải xây chở làm sao để cho cái quá trình khám chữa bệnh của mình nó diễn ra được tốt đẹp. Thì cái phòng nhà sấy thuốc đó nó cũng góp phần làm cho quý thầy thuốc ở đây là sẽ nhẹ đi cái phần mà mình không phải gia công từ bên ngoài, mà lúc đó những cái nguồn thuốc tươi nếu như các thầy trồng lên được, nó phát triển lớn rồi đó, thì khi đó đó mình có nguồn thuốc đó mình đem vô nhà sấy thuốc và mình tự sản xuất, mình đóng thành trà túi lọc và mình cung cấp cho quý bệnh nhân, là như vậy thì nó sẽ đỡ tốn chi phí, mà về lâu về dài mình mới phục vụ cho số lượng bệnh nhân đông được. Đó là cái chương trình mà các thầy sẽ làm. Vừa rồi thì tuần qua thì các thầy đã mua gạo đợt này để cho quý bệnh nhân, thì cái giá gạo nó lên 10.000, thêm 10.000 một ký nữa, có nghĩa là giá cũ cộng với 10.000 đó, cho nên là cái áp lực của phòng khám cũng nhiều, nó cũng tăng theo cái giá thị trường. Còn về phần nhắc nhở á, thì có những một số cái ý mà thầy muốn nhắc nhở, nhưng mà đôi khi cái buổi sinh hoạt như thế này nè, thầy có thể thầy nói những cái lời gì đó mà nó không có kiềm chế một chút, hoặc là nó lỡ lời, thì mong quý cô bác cũng bỏ qua cho. Về phần nhắc nhở thì thầy nhắc nhở quý bệnh nhân là cố gắng giữ phác đồ cho đúng. Ở đây cái phác đồ điều trị, hỗ trợ điều trị là quý thầy thuốc ở đây có nhắc nhở mình rồi, là bệnh nhân và người nuôi cố gắng là không ăn đạm động vật trong cái thời gian mà mình hỗ trợ điều trị ở đây, để mình thực hiện đúng cái quá trình để đạt được cái kết quả tốt nhất. Bên cạnh đó thì mình phải giữ gìn vệ sinh
tại địa phương. Thì cái tuần vừa rồi cuối tuần á, thì anh trưởng ấp, anh Thiện đã tới đây để trao đổi với phòng khám của mình. Thì anh có đưa ra một cái vấn đề như thế này. Tất cả quý bệnh nhân mình đi vào đây á, mình thấy ở phía trước nó có cái đống rác đó. Trước khi mình bước vào phòng khám này ở phía đầu đường á, ngay chỗ cái bảng mà để phòng khám yêu thương á, thì phía đối diện á là đường đi chung của nhà dân. Thì tất cả trước này nó không có đống rác ở đâu. Lúc mà phòng khám mình chưa hoạt động á, thì và cái đống rác này không có. Bây giờ nó mới có, bắt đầu ngày càng nhiều, nó bắt đầu chất lên. Thì cái này là cái mà trăn trở của địa phương. Anh trưởng ấp cũng ra trao đổi với quý thầy, cũng nói là tại vì như thế này, ngày trước á, tất cả những cái rác á, là nhà dân tự xử lý, tại đây cũng ít chứ không nhiều. Vô đây là vùng nông thôn mà, nó cũng chẻo, cho nên là xe phương tiện mà đi thu gom rác á, không có vô đây, mà chỉ chạy ở quốc lộ 53 bên ngoài thôi, cách cái phòng khám mình tới 1 cây số lận. Cho nên là khi đó, đó là rác sẽ được gom tại quốc lộ, còn rác ở trong đây thì những nhà dân xung quanh này thì họ tự xử lý, một là đem ra đó đổ, hai là sẽ tự chôn hoặc là tự đốt gì đó, thì đó là do nhà dân. Nhưng mà khi phòng khám mình và trên Bắc 7 thì có đông bệnh nhân về đây thì bắt đầu cái chỗ đó đó là bắt đầu đổ rác nhiều vào trong đó, rồi thành thói quen, rồi ai đi ngang thấy cái bóng rác vậy thì cũng đổ vô chung, thành thử ra nó nhiều. Nhưng mà chỗ này thì không có người rơm rác. Thì anh Thiện anh có nói á, là cũng có đi vận động những người dân trong vùng, cũng như là chủ nhà trọ đó, ở khu vực này có những cái nhà trọ mọc lên á, thì cũng đi gom. Nhưng mà các chủ nhà trọ nói là tại vì bệnh nhân không có đông, nên thử ra có những chủ nhà trọ không có chịu đóng tiền rác, cho nên là không có kinh phí để thuê mướn những người mà người ta, những công nhân mà thu gom rác đó, vô đây tận nơi để gom, cho nên cái đống rác nó vẫn còn. Thì vừa rồi thì anh có thông báo là gom rác, tiền rác đó. Thì ở đây phòng khám thì có đóng hàng tháng. Mình thì bản thân của phòng khám mình thì không có rác sinh hoạt, tại vì khám bệnh xong rồi mình về. Nhưng mà vẫn theo tập thể, vẫn theo cái khung là phòng khám mình vẫn đóng tiền rác đều hàng tháng. Nhưng mà cũng nhắc nhở cô bác là cái bãi rác đó là không phải là bãi rác công cộng để mình đổ. Cho nên là tất cả quý bệnh nhân mình ở nhà trọ của nhà trọ nào đó, thì mình để cái rác ở tại nơi đó đi, rồi chủ nhà trọ sẽ có cách xử lý cái phần rác của mình, chứ mình không được đem rác nó để ngoài đó. Bởi vì nếu mình đem rác để ngoài đó mà không có người thu gom á, thì lâu ngày nó sẽ chất lên nhiều, làm cho cái môi trường ở tại địa phương này nó không được đẹp đó. Và nó sẽ dẫn đến tình trạng rác nhiều, nó sẽ rất là độc hại. Cho nên thầy nhắc nhở không phải là nói như vậy là cho qua đâu, tại vì sắp tới á, ở chính quyền ấp á, họ sẽ gắn camera ở đó, mà nếu như mà trường hợp nào mà ta nhắc nhở rồi mà mình không có nghe, người ta sẽ báo về cho phòng khám mình, cô đó chú đó ở tại phòng khám mình, thì các thầy sẽ xử lý mạnh tay. Có nghĩa là nặng nhất, hình phạt nặng nhất là các thầy sẽ từ chối, không nhận trường hợp đó. Để làm chi? Để cho phòng khám mình, mọi người khi mình tới đây là tất cả những người dân địa phương, người ta không thấy khổ gì mình đó. Tại vì nếu như mà mình tới đây mình khám bệnh mà mình để cho những người dân địa phương ở nơi này và chính quyền địa phương đây họ phiền lòng, thì khi đó đó là mình gặp bất lợi nhiều thứ lắm. Mà áp lực nhất là phòng khám. Có nghĩa là họ không nghĩ là tất cả các thầy thuốc hoặc là thành viên đây mình đem rác ra đi đổ đâu. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa là bệnh nhân của phòng khám mang tiếng dữ lắm. Cho nên là quý bệnh nhân mình lưu ý nha. Mình phải chung tay góp sức đồng hành với phòng khám của mình, làm sao cho cái môi trường của mình ngày càng xanh sạch. Không phải là mình dọn rác ở trong phòng khám không, mà khu vực xung quanh của mình cũng vậy, phải để cho sạch sẽ. Mình không có dục rác vừa bãi. Tại vì nhà trọ của mình ở đó đó, thì mình phải tự xử lý rác. Ví dụ như nhà trọ nào có rác sinh hoạt thì phải hợp đồng với bên ấp á, để cho những người mà công nhân á, người ta vô tới tận nơi người ta gom rác, hoặc là tập kết cái rác nó nằm ở khu vực nào phải đóng tiền cho ấp.
Thì cái đó là giữa nhà chủ nhà trọ với địa phương. Thì các thầy chỉ nhắc nhở bệnh nhân thôi. Nhưng mà nhớ nha, mọi người nhớ lưu ý, cố gắng mình đừng có xả rác bừa bãi, mà mình hãy tập trung rác lại một nơi rồi mình đi đổ. Và đổ là có nơi có chỗ, chứ không phải là muốn đổ chỗ nào đổ. Còn cái chỗ bãi rác đó là không phải bãi rác nha. Cái chỗ đó là nơi tập kết rác dành cho những người mà người ta sinh hoạt, mà người ta đã đóng tiền rồi đó, người ta đã đổ à. Còn thêm một cái nhắc nhở nữa là hồi hôm vừa rồi đó, chắc cỡ thứ sáu, thứ năm, thứ sáu gì đó, thì ở khúc ở ngoài đầu đường đó, có xảy ra quýnh lộn, mà là giữa hai mẹ con quýnh nhau rồi quýnh lôi đầu xuống dưới cái bờ kinh á. Thì tất cả mọi người xúm lại coi, thì các thầy cũng có xác minh lại coi có phải bệnh nhân của mình hay không. Nếu mà bệnh nhân của mình thì mời những người đó vô hỏi coi lý do gì mà sao mà xảy ra sự cố mà hai mẹ con đi quýnh lộn vậy. Thì như vậy á thì không phải bệnh nhân của mình. Nhưng mà cũng nhắc nhở quý bệnh nhân, khi mà mình tới đây mình có cái chuyện gì á thì mình phải trao đổi một cách nhẹ nhàng thôi. Còn giải quyết không được thì mình lên đây gặp các thầy, coi các thầy có thể coi giải quyết giùm mình được hay không. Những cái mâu thuẫn tranh chấp, thậm chí là hai bệnh nhân với nhau quýnh lộn, hoặc là hai người nuôi không vui quýnh lộn như vậy là không được. Tại vì mình mà tới đây mình chữa bệnh mà mình để lại cái hình ảnh xấu tại địa phương, thì những bệnh nhân kế tiếp đi vào đây thì sẽ rất là mang tiếng luôn cả phòng khám nữa. Nói trời ơi, bệnh nhân của cha Tường á, phòng khám cha Tường đó mà vậy đó, là người ta sẽ rất là khó chịu. Người dân địa phương hồi trước giờ á, cái cuộc sống bình yên, không có chuyện gì thì nó ổn định. Nhưng mà khi bệnh nhân đến đây càng nhiều, cái mất trật tự an ninh tại địa phương nó tăng lên, cái rác sinh hoạt nó cũng tăng lên. Cho nên là mọi thứ chút nó cộng lại, nó làm cho những người đó cảm thấy ác cảm khi mà bệnh nhân từ địa phương khác tới đây, là gây áp lực lên cho địa phương này, thì mọi thứ là nó sẽ rất là khó khăn. Như vậy thì người ta sẽ không ủng hộ cho mình. Ví dụ như giờ chính quyền người ta thấy bệnh nhân tới đây đông, ai cũng muốn giúp hết á. Tất cả những người địa phương ở đây, chính quyền ở đây đều mong muốn làm sao cho quý bệnh nhân ở đây nè được cái điều kiện tốt nhất để điều trị, thì mình cũng phải tạo điều kiện lại cho địa phương, là mình giữ gìn chung cái môi trường sạch sẽ rồi an ninh tại địa phương. Cho nên là những cái chuyện ví dụ như là đánh lộn, hoặc là xảy ra tranh chấp, hoặc là xảy ra cái chuyện mà đổ rác như vậy là không nên. Và chưa kể nữa, đi ra đường đội nón bảo hiểm, thì cái này cũng đã nhắc nhở nhiều lần rồi. Quý bệnh nhân khi mà mình vào phòng khám này và trở về cái nhà trọ đó, mặc dù cái quãng đường nó ngắn thôi chứ không dài, tới đây ra đầu đường chút xíu chắc cỡ chừng chưa tới 1 cây số, nhưng mà mình cũng phải chấp hành luật giao thông, mình đội mũ bảo hiểm. Tại vì thầy có kể một trường hợp như thế này, cái bác đó là có mã số là 045, mới vô là lúc phòng khám mới mở, là bác đó vô tới điều trị, là bác đó là tên là Lâm Bình Thiện ở tại Sóc Trăng á. Thì một hôm đó thì cứ đi bộ thôi, bệnh ung thư thư gan di căn thận, mà lúc đó khỏe lắm, đi bộ tập buổi thể dục buổi sáng mà đi ra, và bị xe mang xong té xuống đập đầu đó, rồi cái vùng đầu đó nó bị tụ máu bầm, đưa vô bệnh viện thì bất tỉnh mấy ngày á. Cho nên là mình vừa điều trị bệnh ung thư ở đây, nhưng mà mình phải giữ cái an toàn cho mình, trước tiên là mình, rồi sau đó để giữ tới cho những người xung quanh. Người ta thấy mình, người ta thấy mình không đội mũ bảo hiểm, người ta sợ lắm, sợ đụng vô cái có gì thường không nổi đó, mình làm khổ. Nhưng mà bản thân tất cả quý bệnh nhân và người nuôi ở đây, khi mình đi tới đi lui mình cũng phải cẩn thận. Xe cộ rất là nhiều khi xe cộ chạy qua chạy lại liên tục, mà bản thân mình nhiều khi đâu nói được, hôm nay mình thấy khỏe nhưng ngày mai mình lỡ mình đi mình chóng mặt cái mình liên xuyên cái mình ban ra đường, cái xe quẹt mình. Như vậy thì các thầy cũng bất an lo lắng, rồi quý bệnh nhân quý người nuôi nữa. Cho nên là cố gắng từng chút một. Thì dự kiến là trong ngày mai hoặc ngày mốt á, các thầy sẽ làm một cái giấy cam kết. Trong cái cam kết đó quý bệnh nhân phải ký, từng bệnh nhân vào đây thì trước giờ chưa ký cái giấy đó, bây giờ là bắt buộc phải ký cái giấy đó, là cái cam kết là phải giữ vệ sinh chung, là không xả rác bừa bãi, không gây mất trật tự tại địa phương và chấp hành luật giao thông
Đó là cái giấy đó là mỗi bệnh nhân và người nuôi phải ký vào, mà khi ký vào thì phải chấp hành cho đúng. Nếu bệnh nhân nào làm sai, bị mắng vốn, hoặc là bị những người địa phương đây họ báo lại là cô bác đó, người đó, người đó vậy là làm sai, lúc đó thầy không nhắc nhở nữa, mà cái hình phạt nặng nhất là cái thầy từ chối. Để làm chi? Để làm cho cái môi trường của mình, làm cho cái văn hóa của phòng khám và cái người đi khám bệnh ở đây phải được nâng cao lên. Còn ví dụ như không phải bệnh nhân của phòng khám thì cái đó các thầy không quản lý được. Các thầy chỉ quản lý bệnh nhân khi mà bệnh nhân đang chữa bệnh ở đây thôi và người nuôi ở đây thôi. Còn những người ngoài thì mình không có thể nào quản lý thì mình không nói. Nhưng mà mình làm gương đi, bản thân của từng bệnh nhân, từng người nuôi ở đây mình làm gương trước đi thì mọi người xung quanh người ta mới sửa được. Còn nếu mình mà cứ làm thì người ta bắt chước mình, ta làm là tất cả mọi người không giải quyết được bài toán đó. Thì sau khi mà phòng sấy thuốc xong đó thì thầy sẽ tổ chức một cái buổi dọn rác sinh hoạt đó, từ đây tới từ lộ vô tới đây gom hết những cái rác vòng ở trước phòng khám này cho sạch sẽ đó. Và chừng nào mà thầy còn một cái chương trình nữa là chừng nào mà cái chỗ mà phía trước á mà có kinh phí á, tráng cái nền xong á, thì thầy sẽ các thầy sẽ tổ chức mỗi buổi sáng như vậy, sẽ ra ngoài đó mỗi bệnh nhân sẽ được tập thể dục, tập dưỡng sinh và mình phơi nắng một chút buổi sáng. Còn hiện tại bây giờ chưa có tổ chức cái chương trình đó được, mình không thể tập ở trong đây chỉ tập mẫu thôi, thì phải ra ngoài đó đó. Nhưng mà ngoài đó hiện tại giờ nó cũng còn ê hề nhiều thứ lắm, bụi. Thứ nhất bụi, đang công trình đang xây dựng. Cái thứ hai nữa là cái đường nó cái đất ở ngoài đó nó đá lởm chởm rất là nguy hiểm. Cho nên là các thầy cũng đang từ bước hoàn thiện cái chương trình của phòng khám, những cái cơ sở hạ tầng để làm sao phục vụ cho bệnh nhân tốt nhất. Thì cái chương trình tập hít thở và phơi nắng là một trong những cái yếu tố giúp cho cái sức khỏe của mình nâng cao. Thì thông thường thì năm 2017, 2018 cái chương trình tập mà dưỡng sinh buổi sáng là do thầy Quý sẽ là người đảm nhiệm cái vai trò đó. Cho nên là khi mà cái chỗ phía trước á tráng bằng phẳng rồi và những anh mà thợ đó không còn xây dựng gì phía trước nữa đó, thì bắt đầu mình sẽ ra ngoài đó mình tập mỗi sáng 6 giờ là mình ra ngoài đó mình phơi nắng một chút, rồi mình sẽ tập hít thở, tập những cái động tác cơ bản để giữ cho mình cái sức khỏe tốt, rồi vô đây mình bắt đầu mình mới khám chữa bệnh. Đó là cái chương trình mà các thầy đưa ra trong thời gian sắp tới. Mong là tất cả quý bệnh nhân sẽ luôn cộng tác tốt với các thầy, làm sao để sức khỏe mình được mỗi ngày cải thiện. Hôm nay thì ai có nhu cầu mà cắt tóc á, mình cứ mạnh dạn mình vào phòng cắt tóc mình đăng ký nha. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào đức
Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời.
Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.